Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Union Berlin và câu lạc bộ Real Madrid. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng ở đấu trường UEFA Champions League của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 13 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Real Madrid sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Union Berlin với mức kèo là 0,75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0,5, mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. Trong quá khứ thì Union Berlin và Real Madrid mới chỉ có một lần gặp nhau ở trận lượt đi vừa rồi, thì ở trận đấu đó Real Madrid đã giành chiến thắng trước Union Berlin với tỷ số là 1-0. Năm trận thi đấu gần nhất của Union Berlin thì Union Berlin thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn năm trận thi đấu gần nhất của Real Madrid thì Real đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Real Madrid chấp 0,75 nha. Vì sao? Mặc dù trận này Real Madrid phải đi làm khách, nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Union Berlin thì mình thấy là Real Madrid đang được đánh giá là nhỉnh hơn Union Berlin về mọi mặt. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Real Madrid họ cũng còn đang vượt trội hơn nhiều so với Union Berlin nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Real Madrid thời gian vừa qua nó cũng vô cùng ấn tượng luôn. Và ở lượt trận này tiếp tục đến làm khách trước một đối thủ cũng không quá mạnh và đối thủ này đang mất phong độ nữa, thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Real Madrid có thêm một chiến thắng nữa để củng cố vị trí đầu bảng của mình. Với việc trận này Real Madrid hầu như là họ sẽ có được đội hình đầy đủ nhất, và Real thì họ cũng đã chính thức có vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng rồi. Lượt trận cuối này xem như là lượt trận thủ tục mà thôi, cho nên là Real họ sẽ có tinh thần thi đấu thoải mái hơn rất là nhiều. Thi đấu với một tinh thần thoải mái và lực lượng mạnh hơn thì với mức kèo chấp này mình nghĩ cũng sẽ không làm khó được Real Madrid đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Real Madrid chấp nha, 0,75. Mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì cái lần gặp nhau gần nhất của hai đội thì cũng chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng được ghi mà thôi. Và cái cơ hội để cho Union Berlin đá C2 cũng vẫn còn chứ chưa phải gọi là hết đâu. Cho nên mình nghĩ là trận đấu này Union Berlin đá trên sân nhà thì họ cũng sẽ rất là thận trọng và gây rất là nhiều khó dễ cho Real. Do đó là một lần nữa Real Madrid trận này họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi, chứ thắng đậm được Union Berlin cũng không phải gọi là dễ dàng đâu. Dự đoán sẽ là 1-0 hoặc nhiều lắm là 2-0 nghiêng về cho Real Madrid. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn xỉu 3 hoặc là 3,25 ở trận này nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đều đang vượt trội hơn nhiều so với đội chủ nhà thì Real Madrid hiệp 1 sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Real chấp nha, hoặc an toàn hơn bạc hơi thấp, lựa mức kèo đồng và đá nhẹ cái xỉu 1,25 hiệp 1. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Real Madrid và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.